Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản rơi xuống Thái Bình Dương. Quý vị và các bạn thân mến, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên xảy ra vào lúc 5 giờ 57 sáng ngày 29 tháng 8 theo giờ Bình Nhưỡng. CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rob Manning cho biết tên lửa của Triều Tiên đã bay qua Nhật Bản. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đánh giá vụ phóng tên lửa lần này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ra thông cáo cho hay Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định từ khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng về phía đông bán đảo Triều Tiên và tên lửa này đã bay qua Nhật Bản. Phía Nhật Bản cũng đã xác định thông tin này. Theo chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, tên lửa đã vượt qua mũi Erimo Hokkaido và ước đoán rơi xuống Thái Bình Dương cách mũi Erimo 1.180 km về phía đông. Ông Suga nói trước báo giới, chúng tôi phải nói rằng vụ phóng tên lửa sáng nay của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng và nguy hiểm nhất đối với chúng tôi, bởi có vẻ tên lửa đã bay qua không phận của chúng tôi. Hoạt động này có thể đe dọa tới an ninh và hòa bình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nó cũng rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan tới an toàn giao thông hàng không và đường thủy. Vụ phóng tên lửa rõ ràng vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những động thái gây hấn liên tục của Triều Tiên. Chúng tôi lên án hành động này một cách mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, chúng tôi sẽ thu thập, phân tích thông tin ngay lập tức và sẽ áp dụng tới tất cả những phương án có thể để đảm bảo an toàn cho người dân. Nga tiết lộ sức mạnh mới của Bashinpi Việt Nam. Thông tin này được thông tấn Nga dẫn nguồn từ tài liệu của Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Mars 2017. Tổ hợp tên lửa Bashin với tên lửa chống tàu B-800 được thiết kế với mục đích tiêu diệt tàu nổi và mục tiêu ven biển có tổ chức lửa trong điều kiện kháng cự radio điện tử và tổ chức khai hỏa của đối phương. Ngoài ra, hệ thống có khả năng đạt đến hàng loạt mục tiêu cố định trên mặt đất, phạm vi tấn công mục tiêu lên đến 300 km. Nội dung tài liệu của KTRV cho biết, với phiên bản xuất khẩu trong thành phần của một đơn vị tên lửa, bao gồm một xe điều khiển, 4 bệ phóng tự hành với 2 tên lửa P-800 trên mỗi bệ, một xe duy trì cảnh báo có đến 4 xe vận tải phục vụ. Theo những thông tin được công khai, ngoài Hải quân Nga, hiện nay hệ thống tên lửa bờ Bashin đã được xuất khẩu cho Việt Nam và Hải quân Syria. Ngay từ đầu năm 2013, Liên hiệp NPO Mashinostroynia đã bắt đầu công việc biến P-800 từ một hệ thống tên lửa chống hạm trở thành hệ thống tên lửa mặt đất chính xác cao và đến cuối năm đó, một đại đội gồm 4 bệ phóng đã hoàn tất các vụ phóng thử nghiệm và được đưa vào biên chế đầu năm 2014. Các hệ thống Bashin mới sẽ được tích hợp thêm các block trong hệ thống điều khiển để tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu cỡ nhỏ trên đất liền, có khả năng dẫn đường cho tên lửa tấn công với độ chính xác cực cao, sai số vòng tròn đồng tâm CEP chỉ có vài mét. Theo nhận định của tiến sĩ khoa học Konstantin Sikov, chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề chính trị của Nga, tên lửa B-800 sau khi cải tiến thành phiên bản tấn công mặt đất có độ chính xác rất cao, đặc biệt là đối với các mục tiêu đài radar, trạm thông tin hay trận địa hỏa lực hoặc điểm tập kết nhiều xe thiết giáp. Ngoài dữ liệu của hệ thống định vị, đầu tự dẫn của tên lửa có thể phân biệt được bức xạ phát ra từ kim loại trên nền sa mạc hoặc tia phản xạ của trạm radar và đài vô tuyến để bay tới tấn công. Trong trường hợp này, hiệu quả của B-800 sẽ rất cao với độ chính xác xê dịch chỉ khoảng 1 mét. Tên lửa bay với tốc độ trung bình 2,5 Mach, tương đương 3.000 km một giờ, được trang bị đầu tự dẫn radar có khả năng nhận dạng các mục tiêu rất nhỏ cỡ vài mét. Tên lửa có thể bay theo quỹ đạo cao, nhưng cũng có khả năng hạ xuống độ cao 5-10 mét để đột phá phòng không địch. Các chuyên gia nhận định rằng, chính các tổ hợp K-300B, Bashin-B mới là loại sát thủ nguy hiểm nhất do Nga sản xuất, bởi nó có khả năng cơ động rất cao, tốc độ siêu âm, hệ dẫn đường tiên tiến và đa dạng hơn so với Kalib, cùng với khả năng điều chỉnh mục tiêu ngay tại chiến trường. Với ưu điểm có thể lắp đặt trên nhiều phương tiện phóng như máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm, xe cơ động và khả năng tấn công đa năng, chống hạm và tấn công mặt đất mạnh mẽ, P-800 đã trở thành sát thủ nguy hiểm nhất thế giới về cả tấn công lẫn phòng thủ. Việt Nam nghiệm thu hệ thống liên lạc quân sự hải quân. Quý vị thính giả thân mến, ngày 3 tháng 5, Quân chủng Hải quân đã tổ chức nghiệm thu hệ các sản phẩm máy hỏi MHVN3 và máy trả lời MTL-VN3 tự sản xuất. Theo báo Phòng không Không quân, lễ nghiệm thu được tổ chức tại Lữ đoàn 170 vùng 1 Quân chủng Hải quân. Các sản phẩm máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTL-VN3 trang bị trên tàu Hải quân nhằm trong nhiệm vụ thiết kế chế tạo hệ thống,
IFFVN do Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân thực hiện. Các sản phẩm máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTLVN3 được chế tạo đảm bảo theo cấu hình chỉ tiêu chiến kỹ thuật đã được Tổng tham mưu trưởng phê duyệt. Cấu trúc của máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTLVN3 được thiết kế phù hợp với không gian trên tàu hải quân. Toàn bộ thiết bị máy hỏi MHVN3 nằm ngoài không gian, tích hợp với dàn anten trên boong tàu. Trong khoang trắc thủ bố trí máy tính để thực hiện chức năng điều khiển, xử lý và hiển thị tín hiệu trả lời, tín hiệu radar, thiết bị máy trả lời MTLVN3 có kết cấu nhỏ, gọn, dễ dàng lắp đặt trong các khoang máy của tàu hải quân. Các thiết bị máy hỏi và máy trả lời lắp đặt trên tàu hải quân không làm ảnh hưởng đến các hệ thống khác của tàu, đảm bảo tương thích điện từ trường với các thiết bị khác. Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu quân chủng phòng không không quân và đại biểu các cơ quan của Bộ Quốc phòng và quân chủng hải quân đã theo dõi việc vận hành và thử nghiệm các sản phẩm máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTLVN3 gắn trên các tàu hải quân thuộc Lữ đoàn 170, vùng 1 quân chủng hải quân. Buổi thử nghiệm được thực hiện ở vùng biển Quảng Ninh, cách đất liền 80 km. Các cự ly hỏi đáp tương thích với cự ly phát hiện của đài radar được trang bị trên tàu hải quân. Kết quả thử nghiệm cho thấy máy hỏi MHVN3 và máy trả lời MTLVN3 đã kết nối tốt qua đường truyền không gian, làm việc hiệu quả ở các chế độ. Máy hỏi và máy trả lời tương thích hoàn toàn với máy trả lời. Máy hỏi hiện có được trang bị trên các tàu hải quân. Cũng theo báo Phòng không Không quân, trong thời gian qua, Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân đã triển khai toàn diện, đồng bộ nghiên cứu và chế tạo thành công nhiều linh kiện thiết bị trang bị cho lực lượng chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Việt Nam. Năm 2016, việc triển khai thực hiện 9 dự án, chủ trì 4 dự án Bộ Quốc phòng, tham gia 5 dự án, 10 đề tài, 12 nhiệm vụ khoa học công nghệ, 65 nhiệm vụ kỹ thuật ở các cấp, các dự án nhiệm vụ được đánh giá cao về chất lượng và tính thực tiễn. Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân cũng đã hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm khói khuếch đại báo cháy BIVKT trên trực thăng Mi-8, Mi-17 và Su-30 MK2. Hiện sản phẩm này được nghiệm thu cấp quản lý đạt kết quả tốt. Ngoài ra, Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân đã tổ chức nghiệm thu nhiều đề tài cấp Bộ Quốc phòng đạt mức A như nghiên cứu thiết kế chế tạo màn hình đa năng có tích hợp dẫn đường vệ tinh và ghi lưu dữ liệu thay thế khối chỉ thị trực tiếp IPV-1. Thiết bị dẫn đường vệ tinh TNL-1000 trong hệ thống điều khiển vũ khí trên máy bay Su-27, nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công cụm khói CB-5V70CM của máy tính Symphons GEP trên máy bay Su-27SK. Bên cạnh những đề tài đã nghiệm thu và đang triển khai, năm 2016, Viện đã bảo vệ thành công đầu vào đề cương 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng năm 2017, là hệ thống chỉ thị mục tiêu và dẫn đường HTMD Su-22M4. Nhận vũ khí hạng nặng, lính mũ nồi xanh Trung Quốc quyết phá dớp chạy thục mạng năm xưa. Năm ngoái, lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc đã gây nên một trong những vụ tai tiếng lớn nhất cho quân đội nước này khi bỏ chạy trong lúc làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Tháng 10 năm 2016, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA dẫn thông tin từ tổ chức nhân quyền Center for Civilians in Conflict, một tổ chức bảo vệ thường dân trong các cuộc xung đột có trụ sở tại Washington cho biết, hôm 11 tháng 7 năm 2016, hơn 100 tay súng đã tấn công căn cứ của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Juba, Nam Sudan. Trong vụ xung đột này, các binh sĩ thuộc lực lượng mũ nồi xanh của Trung Quốc đã tháo chạy. Trong khi lính Ethiopia còn giúp sơ tán thường dân và có lúc bắn trả, thì các quân nhân Trung Quốc chỉ lo thoát thân, vứt lại vũ khí đạn dược, thậm chí bỏ mặc 5 nhân viên Liên Hợp Quốc bị hãm hiếp. Đây là một trong những vụ việc gây tai tiếng nhất cho quân đội Trung Quốc, bất chấp sau đó họ đã thanh minh rằng hai quân nhân của họ bị thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ, đồng thời khẳng định các binh sĩ Trung Quốc đã kiên cường. Một trong những lý giải về việc phải bỏ vị trí của lính Trung Quốc đó là do họ thiếu phương tiện chuyên dụng cho nên không thể cầm cự trước phiến quân có hỏa lực mạnh hơn. Có vẻ như Bắc Kinh quyết tâm không để lịch sử lặp lại, khi mới đây, một phóng sự phát trên truyền hình nước này cho thấy lính mũ nồi xanh Trung Quốc triển khai tại Lebanon đã có trong tay vũ khí hạng nặng. Lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại Lebanon, lực lượng này đã được trang bị xe thiết giáp, chở quân bánh lốp, góc nhìn chưa thấy rõ chủng loại nhưng có vẻ đây là loại Type 92-6x6. Bên cạnh Type 92, lính Trung Quốc còn sử dụng cả ZFB-05-4x4. Chiếc xe bọc thép này được biên chế cho cả quân đội lẫn cảnh sát vũ trang võ cảnh của Trung Quốc. Hai loại thiết vận xa trên có thể lắp tháp súng,
với súng máy hạng nặng Type 85 cỡ 12,7 x 108 mm. Vũ khí cá nhân của lính mũ nồi xanh Trung Quốc, lực lượng này tin dùng súng trường tấn công QBZ 95 cỡ 5,8 x 42 mm bản tiêu chuẩn. Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, lính Trung Quốc còn tham gia tái thiết cơ sở hạ tầng, làm đường xá, dò gỡ bom mìn, cho nên họ mang sang cả xe ủi quân sự. Các loại robot công binh chúng có thể triển khai trong công tác cứu hộ cứu nạn, đưa người ra khỏi đống đổ nát do bom đạn. Dàn xe tải quân sự của lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại Lebanon. Trang thiết bị đặc chủng phục vụ công tác dò gỡ bom mìn, vật liệu tự nổ, tự chế. Lính Trung Quốc có vẻ ngoài khá chính quy và hầm hố so với quân nhân quốc gia khác thuộc phái bộ Liên Hợp Quốc. Với sự đầu tư tương xứng, hy vọng rằng lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc lần này sẽ phá bỏ được cái dớp chạy thục mạng nhiều năm ngoái. Năm siêu vũ khí giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trước Ấn Độ. Trung Quốc nắm trong tay nhiều loại vũ khí tầm xa với độ chính xác cao, độ khả năng vô hiệu hóa lực lượng ở biên giới Ấn Độ nếu xung đột nổ ra. Theo phân tích của tác giả Kayo Mizukami đăng tải trên National Interest, căng thẳng biên giới Trung Ấn có thể trở thành xung đột quân sự toàn diện. Khu vực vùng núi biên giới nhiều khả năng sẽ không phải là điểm nóng giao tranh bởi địa hình phức tạp, dễ phòng thủ, khó tấn công. Do đó, nếu xung đột nổ ra, Trung Quốc sẽ phải dựa vào các loại vũ khí tầm xa hiện đại, bao gồm cả tàu sân bay nội địa nhằm tạo ra ưu thế vượt trội. Vũ khí siêu thanh DFZF hay là WU-14. Lần đầu giới thiệu vào năm 2014, Trung Quốc đã 7 lần thử phương tiện tấn công siêu thanh DFZF. Cả 7 lần thử nghiệm này đều được quan chức của Quốc phòng Mỹ đánh giá thành công. Sau lần phóng thử gần nhất vào năm 2016, giới chức Mỹ bày tỏ quan ngại về siêu vũ khí mạnh nhất của Trung Quốc, bởi một khi tách ra khỏi tên lửa đạn đạo, DFZF đủ khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới trong vòng 1 giờ. DFZF đạt tốc độ tối đa 12.000 km/h ở độ cao 100 km. Cơ chế hoạt động của loại siêu vũ khí này giống như tên lửa hành trình khi có thể thay đổi hướng bay để tránh hệ thống phòng thủ đối phương. Nhưng tên lửa hành trình không bay nhanh xa như DFZF và sức công phá cũng không lớn bằng. DFZF không tự phóng lên bầu trời mà cần phải có tên lửa đạn đạo tầm trung như DF-21 đưa đến độ cao cần thiết. Quan chức Mỹ thừa nhận không thể đánh chặn loại vũ khí này, khiến cho mối đe dọa đối với Ấn Độ lại càng lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. DFZF phóng từ Tân Cương phía tây Trung Quốc với tốc độ 8.600 km/h sẽ đánh trúng thành phố Bangalore của Ấn Độ trong 20 phút và thủ đô New Delhi chỉ trong 10 phút. Tàu sân bay nội địa. Trong trường hợp tuyến đường thương mại qua Ấn Độ Dương bị cắt đứt, Trung Quốc sẽ phải điều nhóm tàu tác chiến tàu sân bay đến nghênh chiến và đó sẽ phải là thế hệ tàu sân bay mới nhất. Tàu sân bay nội địa Trung Quốc một khi được đưa vào vận hành có lượng dạng nước 70.000 tấn, mang theo 48 chiến đấu cơ, bao gồm 25-27 chiếc J-20 hiện đại nhất. Sự xuất hiện của tàu sân bay mới sẽ mở ra cơ hội đụng độ trực tiếp với hải quân Ấn Độ, và đó sẽ là trận hải chiến đầu tiên giữa hai tàu sân bay kể từ sau Thế chiến II, theo tác giả Mizukami. Lực lượng tên lửa chiến lược. Lực lượng tên lửa chiến lược quân đoàn pháo binh số 2 của quân đội Trung Quốc là lực lượng sở hữu tên lửa đạn đạo mạnh mẽ, bao gồm cả phiên bản gắn đầu đạn hạt nhân và phi hạt nhân. Nếu xung đột nổ ra, lực lượng này sẽ phóng hàng loạt tên lửa tầm xa nhằm các mục tiêu chiến lược ở Ấn Độ. Giải mã điểm yếu của ông Trump về Triều Tiên. Theo tờ Ottawa Citizen, về việc này, Tổng thống Trump không phải là người duy nhất. Rất nhiều chuyên gia về Triều Tiên cũng không dám chắc cách thức nào Mỹ nên theo đuổi để chấm dứt hoặc phong tỏa chương trình vũ khí nguyên tử của Triều Tiên. Ông Trump đã thừa nhận điểm yếu của mình theo cách mà chỉ ông mới có thể công khai được như vậy. Song thực tế, việc không biết đủ rõ để lên kế hoạch hành động sẽ không ngăn được nhà lãnh đạo Mỹ biết những gì cần làm để đạt được thành công. Rốt cuộc, sẽ có thành công dù cách này hay cách khác, ông tuyên bố tại ngày cuối cùng của hội nghị G20. Điều gì nếu không thể đạt được thành công, đây là vấn đề cần quan tâm nhất của tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng Tổng thống Trump. Mỹ và các đồng minh vẫn đang nỗ lực, vừa đe dọa, vừa thị uy, vừa thuyết phục Triều Tiên, nhưng đến nay chưa biện pháp nào mang lại hiệu quả. Rõ ràng so với người tiền nhiệm, ông Trump không có nhiều hơn về lựa chọn đối với Triều Tiên. Mỹ từng cố gắng viện trợ sau khi nạn đói hoành hành ở Triều Tiên vào giữa những năm 1990. Washington trao cho quốc gia châu Á lượng lương thực viện trợ trị giá hàng trăm triệu đô la. Việc Triều Tiên tập trung dành tiền để phát triển vũ khí đã khiến Mỹ đã quyết định cấm vận.
Với sự hậu thuẫn của Washington, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu áp đặt loạt đòn trừng phạt đầu tiên lên Triều Tiên vào năm 2006, sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của quốc gia này. Một thập niên sau đó, Hội đồng tiếp tục bổ sung cấm vận ngày càng gay gắt hơn, nhưng làm vậy cũng không ngăn được Bình Nhưỡng thử vũ khí hết lần này đến lần khác. Mới đây, ngày 4 tháng 7, chính quyền ông Kim Jong-un thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Rõ ràng cấm vận kinh tế là không hiệu quả đối với một chế độ đã xác định rõ hạt nhân là trụ cột sinh tồn của mình. Vì vậy, Mỹ quay sang gây áp lực với Trung Quốc, nhưng hành động của Trung Quốc không đủ mạnh và ông Trump đã vạch rõ điều này. Lựa chọn mà Washington chưa từng thử là một cuộc tấn công phủ đầu. Lý do dễ hiểu, Washington không chắc có thể phá hủy được tất cả các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vì không biết rõ chúng nằm ở đâu. Và ngay cả nếu Tổng thống Trump có thể đoán trúng các mục tiêu, thì Bình Nhưỡng vẫn có đủ sức mạnh tấn công Hàn Quốc, gây bất ổn khu vực và căng thẳng cho các liên minh của Mỹ. Như vậy, Mỹ đã cố gắng thử hết các lựa chọn và đến nay đều không hiệu quả. Cũng như nhiều lãnh đạo khác, Tổng thống Trump không biết phải làm gì với Triều Tiên hiện nay. Và ông không ngần ngại thừa nhận, ai mà biết được, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.